Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh Hồng Phím Vlog. Hôm nay nhà mình ăn món bún mắm tôm chua trộn với đu đủ nha mọi người. Đây là những nguyên liệu mình chuẩn bị cho bữa ăn hôm nay. Một miếng thịt ba rọi, rau, bún và không thể thiếu đó là mắm tôm chua. Mắm tôm chua sẽ được trộn với đu đủ và ớt tương. Một bị bún khô, bún này mình mua ở siêu thị, tí nữa mình sẽ luộc lên và ăn giống như bún tươi vậy. Bây giờ mình sẽ đi luộc thịt, luộc bún và sẽ trộn mắm nha mọi người. Mình đã luộc thịt chín rồi, bún cũng đã luộc rồi và mắm cũng đã trộn sẵn rồi. Bây giờ mời cả nhà cùng ăn món bún mắm tôm chua trộn đu đủ với mình nha. Mời cả nhà. Cái bún này là bún khô, hồi nãy mình có giới thiệu cho mọi người xem đó mọi người. Cái bún khô mình mua siêu thị về nè. Mình luộc xong, khi mình đổ ra thì mình sẽ lại bằng nước lạnh đó, rồi để cho nó ráo nước là nó cũng ngon, nó cũng ngon y như là bún tươi vậy nha mọi người. Nhà mình thường ăn cái bún này, mua cái bún này để nha, cũng tiện với mọi người, lúc nào thích ăn hoặc đói bụng là có luộc lên ăn liền. Cái mắm này mình đã trộn đu đủ với tôm chua, mình trộn ớt, ớt tương đó mọi người, ớt mình xay ra đó. Bây giờ mình ăn thử nó có ngon chưa. Nếu như mà nó chưa được cay thì mình có thể bỏ thêm ớt nữa. Rồi bỏ chung rau lên luôn, trộn lại. Mắm thơm quá mọi người ơi, mắm rất là thơm. Thơm quá, bỏ xem tí nước mắm vô. Bỏ xem nước mắm vô nó ngon. Trời mà mưa đó mọi người, trời mưa bão ăn cái món này thì ngon, ngon bát cháy luôn. Ngoài trời đang mưa này mọi người, mấy bây giờ mưa miếng mưa suốt luôn, không đi đâu được hết. Muốn quay ở ngoài cho mọi người xem cũng không đi quay được. Nếu mà trời cứ mưa như thế này hoài, mình ở nhà mình ăn hoài như thế này thì chắc lên cân quá mọi người ơi. Mời mọi người nha. Nhưng mà nó chưa đủ độ cay. Mình sẽ thêm một miếng ớt tương. Mình sẽ thêm một miếng tương ớt vào. Trộn lên cho nó cay. Cái mắm tôm này là mắm tôm chua mình mua sẵn ở siêu thị nha mọi người. Về nhà mình bằm thu đủ, sắc thu đủ, trộn vô. Cái mắm tôm nó có gia vị nó cũng vừa ăn rồi. Nếu như mà cái gia vị mỗi người thích ngọt hơn hay là mặn hơn thì mình có thể là thêm
gia vị vô cho vừa ăn với khẩu vị của mình. Mình thì mình thấy vừa rồi, mình chỉ thêm ớt, mình chỉ thêm ớt, ớt vô cho nó cay thôi. Còn lại mình thấy cũng vừa rồi, nó hơi chua chua, nó cũng hơi cái vị hơi chua chua ngọt ngọt, cay cay rất là ngon luôn mọi người. Ngon lắm mọi người, ngon. Ngon bát cháy luôn. Thêm miếng ớt vô nữa nó cay, ngon vã gì đâu luôn. Miếng thịt luộc mà ăn kèm trong với miếng mắm. Ngon. Một miếng mắm nữa chăm cho nó đã. Ăn cái này phải ăn cái tô trộn lên, chứ ăn cái chén là mình bỏ vào nó nhỏ lắm, mình trộn không được. Vậy nên mình ăn cái tô. Miếng bún nó giòn 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 nữa, nó ngon. Tôm này người ta bỏ chua ngon lắm mọi người, chua chua cay hơi ngọt ngọt. Ngon quá. Cái lúc mình đang làm, đang trộn mắm, nghe nó bắt mùi thơm lên là mình đã đói bụng rồi, đã thèm rồi. Bây giờ ăn nó đã gì đâu luôn. Thêm ớt vô giờ nó cay, nó thấm ngay nó cay rồi nè. Nhưng mà ăn mắm thì cay mới ngon. Cái mắm tôm này, mắm tôm chua này mình trộn đu đủ vô là nó thấm liền đó mọi người. Thấm miếng đu đủ luôn à. Ăn nó chua chua giòn giòn, nó ngon gì đâu luôn á. Thêm miếng bún nữa. Mình ăn bún mắm như thế này nè, mình ăn được nhiều hơn là bún nước. Chị
cho em một tí nước mắm của mắm tôm chua này nè, trộn lên đều lên, nó thấm luôn cả bún cả rau vô ăn nó mới ngon. Ăn cái miếng thu đủ thì nó giòn 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 mà ăn con tôm thì nó chua chua ngọt ngọt, nó rất là ngon luôn. Bữa giờ mưa miết mưa cả tuần 10 ngày nay rồi mọi người, hiện giờ ngoài trời cũng còn đang mưa luôn á. Ăn mắm nó ngon quá mình quên ăn thịt luôn đó mọi người. Ăn mắm với bún với rau không là nó đã ngon rồi, quên ăn thịt luôn. Với lại mình cũng không cần ăn thịt nhiều, mình dư thịt rồi. À, trộn như nó thấm như thế này rồi nè mọi người, là mình ăn vô nó rất là ngon. Ăn kèm với miếng thu đủ vô nó nè. Ngon quá. Tôm thôi mọi người, tôm chua nè. Nó ngon quá. Mùa này mưa bão ăn cái món này nó rất là hợp luôn mọi người. Ngoài trời đang mưa nó lạnh á, mình ăn cái mắm này nó cay cay vô trong cái bụng của mình nó ấm, nó cảm giác nó rất là ngon. Ngon quá ngon. Mình trộn ớt nhiều nó hơi cay. Ăn một cái cà chua cho đỡ cay. Cà chua này là cà sô-cô-la nè mọi người. Cái cà chua sô cô la ngon lắm, ngon ngọt mọi người, loại cà này nó ngon. Cà này mình mua siêu thị mọi người. Mắm cũng ngon nha, bún cũng ngon, rau cũng ngon, mà cà cũng ngon luôn.
Bún này là bún khô. Bún khô mà mình luộc lên rồi mình xả lại nước lạnh rồi để cho nó ráo. Ăn nó ngon, nó dai, ngon hơn là cái bún tươi người ta mới làm đúng không mọi người? Mình no rồi mà mình vẫn còn thèm mắm ta. Mắm ngon quá à. Ăn thêm miếng mắm đi, ăn thêm miếng mắm với rau đi. Ngon quá mọi người ơi, ngon đến giọt cuối cùng luôn đó mọi người. Nãy giờ mình ăn nhiều quá trời nhiều luôn rồi đó. Ăn cá cà chua. Mình xin kết thúc video ở đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Mọi người nhớ đăng ký, like, share, ủng hộ kênh Học Phí Vlog nha. Bye bye mọi người nha. Bye bye. Bye bye.